Vô găm vô là chiên chuối bán thôi, dạ. Không cần mua sắm nữa. Trời sướng vậy. Đó. Tại vì cái bản chất của mình người đã thật rồi thì mình làm đồ ra nó phải là thật. Dạ. Làm bất cứ cho ai cho mình gì cũng vậy, làm đúng với cái tâm mình làm. Chú cũng xin hứa là chú làm ra chú biết chất dạ. lượng đồ chú làm, sắc lội gì và ý nóc lội gì. Dạ. Chú bảo hành cho trọn đời. Trọn đời luôn. Trọn đời nó trời có bất cứ đó. Cái thứ gì cứ liên hệ với chú. Tặng theo chảo, tặng theo rổ, tặng theo khuôn, tặng theo bếp ga. Kính chào quý vị. Thì hiện giờ Châu và Bò đang đứng ở đây với một cái xe chú chiên tươm tất rất là đẹp luôn. Và cái mức độ mà bán đó thì phải nói là rất là nhiều người. Nhưng mà xe chú chiên đứng vững như vậy nè. Thì trong cái clip này bọn mình sẽ phỏng vấn người là làm ra cái xe chú chiên với thương hiệu là cô Huyền ở đây. Và người làm ra đang đứng ở đây nè. Mọi người cùng theo chân bọn mình hỏi chú đó xem là làm ra cái xe này như thế nào nha. Dạ con chào chú ạ. Chú chào con. Dạ chú ơi. Con được biết, con được cô Huyền luôn nói là chú làm ra cái xe này nè, rồi cô Huyền á bán đã lắm mà sử dụng cũng thích nữa, nó vừa sạch sẽ mà lại là dễ bán, tại vì cái cách mà đặt để những cái đồ ở trong đó rất là phù hợp với nghề chú chiên. Thì chú có thể là nhân dịp này cho tụi con mô tả về cái xe đó để quý cô bác có thể là rõ hơn về cái xe của mình được không chú? Được con. Dạ vậy con xin thông tin chút xíu nha, con có thể gọi là chú gì được ạ? Chú Út đi. Dạ chú Út. Dạ chú Út ơi, như cái xe ở đây nè là chú làm ra đó thì kích thước và cái gì mà chú tâm đức ra đắt nhất chú có thể giới thiệu cho mọi người được không? Dạ được. Dạ bây giờ để chú nói gì là trên chiếc xe nè. Dạ. Thì bây giờ mình phải biết cách buôn bán của trong cái nghề đó nó bán cái gì. Thế thì người ta bán hủ tiếu, người ta bán bánh canh, bán gì trên đường, người ta bán hàng rong á. Dạ. Thì mình đóng theo cái loại xe đó cho người ta. Dạ. Còn đặc biệt của người mà bán chú chiên thì mình làm theo cái xe chú chiên. À. Cái kích thước đó chiều ngang bao nhiêu, chiều dài nó bao nhiêu, chiều cao nó bao nhiêu. Dạ. Để người ta phối hợp ở trong đó cho nó phù hợp với cái đồ đạc người ta để. Cái thứ nhất là trên cái mặt này, cái thứ hai đó là trong kích thước trong cái thùng đó. Trong cái thùng không gian đó người ta cũng phải định tận dụng hết để người ta để những cái món gì nè, người ta làm nghề đó. Dạ. Người ta buôn bán, người ta làm cho nó có nề nếp, cho rõ dạ. ràng. Như xe bán chú chiên, người ta đặt mình là chú ơi con làm chiếc xe chú chiên. Dạ. Thì ta chiên dụng này về chú chiên thì chú sẽ làm về chú chiên. Câu hỏi riêng này chút xíu. Chú nói là mình phải hiểu được cái là nghề chú chiên cần cái gì thì mình mới làm ra đúng được cái công dụng của cái xe của mình. Không thì không biết là chú có tham gia vào là chiên trái chuối rồi bán trái chuối chưa? Có chứ. Ủa vậy hả? Cũng là cả 10 năm, mười mấy năm cô dạ. chú cũng từng đứng bán. Dạ. Thành ra mình mới biết hiểu được tâm đắc của trong cái trái chuối chiên hay trong cái nghề làm chuối chiên nó phải dạ. cần cái gì và nó có cái gì. Trên chiếc xe đó thì con làm theo cái quy trình vậy thì người đứng bán chiếc xe họ vừa ý lắm. Dạ. Tại vì tôm tất họ gom hết tất cả những cái gì họ làm họ để đây là họ làm nó rất là bề bài bản rồi đó, gọn gàng sạch sẽ họ làm theo. Còn mấy tỷ người khác không bán chú chiên mà họ thấy chiếc xe này họ đặt bây giờ tôi muốn bán bánh canh đó là tôi bán cà phê bán nước ngọt vậy trên chiếc xe đó thì mình làm theo cái đặc chủng của chiếc xe đó. Còn bán theo cái gì là chú làm theo chiếc xe đó chứ không phải riêng biệt là bây giờ tôi thấy anh đó anh làm chiếc xe chú chiên mà tôi muốn bán bánh canh bán hủ tiếu tôi muốn đặt anh làm theo hết. Mỗi một cái gì nó có riêng biệt của chiếc xe đó hết. Cái xe chú chiên á con thấy á là mình thường là mình bán theo giống như là từng buổi cho đó nó phải có cái tính di động, tức là mình có thể là tháo ráp rồi mình làm xếp gọn lại rồi mình cất vô trong cái chỗ mà mình thuê mình để xe đó rồi mình lại lúc mà mình bán là mình phải lấy ra mình mở ra thì xe của mình cái tính di động nó có cao không chú? Nó cũng đơn giản nhưng mà nó thật là chắc chắn. Nó không cồn cồn cho chị em tí tỉ như bây giờ mình làm một máy này đi. Dạ. Để nhận như bây giờ cái máy này mà chị em người phụ nữ bây giờ chiều muốn dẹp chiếc xe hoặc trời mưa. Dạ. Trời mưa giông gió quá thì mình xả thằng này ra. Mình tự cho nó sập xuống. Có nó chỗ vậy sát. Là sập xuống được. Nó sát vô cái là rồi. Chứ giờ nhiều người quá. Chị em nữ thì yếu ớt quá mà mình làm một cái gì đó nó cồng cồn quá một mình chỉ rồi tới chừng mưa gió mà mình chỉ sao chị làm. Dạ. Hoặc chiều chị dẹp vô mà ai đâu phụ với chị đúng không? Dạ. Thì bây giờ chị phải tự chị làm. Đó rồi chị dương lên. Gà chị ra đem xe gà chị dương lên chị bán chỉ đơn giản vậy thôi. Wow. Nhưng mà đó là một cái kỹ thuật rất là kỹ thuật. Dạ. Ngộ quá ha. Cái chỗ này nè có phải là đây nè là để mà khoáng là cái lửa đó nó lên khói là đúng nó rồi. Nó khoáng là cái chỗ này hơi không nó lên. Hơi nó lên nó bồng ra hết. Dạ. Nó không có lồng cho dầu cái kiến là nó bị cái khói nó kiến nó bị khói nó phơ ở trong.
Hay quá. À, khi trời mưa là mình sập xuống là nó bính kích lại, nó không có bị nước tạt vô. Dạ. À, rồi mình dẹp vô cái đường mà nó hẹp, nó chật, nó vừa chiếc xe mình thôi mà cái máy này không dẹp vô được rồi làm sao mình đẩy xe vô. Dạ. Buộc phải mở cái thằng này ra, mở cái này ra, hạ này xuống cái một mình thôi. Một mình chị nữ nào làm cũng được hết. Dạ. À, mình chỉ mở thằng này ra ha, xếp thằng này lại gọn, rất là gọn gàng đó, gọn gàng nhìn chắc chắn ghê vậy. Đó nó gió mưa gì nó cũng không tạt vô được, nó cũng không quơ, không làm chóc cái máy của mình được. Dạ. Cái thanh này nè, con thấy là cái thanh là sắt vuông nha, chứ sắc, không phải là sắc dạng sắt tường đâu, nên là nó cứng lắm. Hay thiệt. Sắt vuông này là sắt hai vuông, sắt hộp đó kêu là sắt hộp hai vuông đó. Dạ. Đó. Rồi tất cả mình đã tính toán theo cái này, củ chiều cao kiến để bụi bặm nó không có bám vào bánh. Dạ. Bà con mình thấy cái sạch sẽ đó là người ta đã ưng ý rồi đó. Dạ. Người ta muốn ăn cái bánh thì người ta dòm cái chỗ người chiên bánh. Dạ. Coi nó có sạch sẽ không? Đồ đạc ta để trong này nó có được sạch không? Nó quá sạch. Ở trong này mình làm riêng một cái ngăn, cái tủ riêng nữa. Nó có từng ngăn để đồ, để bánh thêm. Dạ. Đó, gió máy nó không lọt vô mà bụi bặm nó cũng không vô được. Để người tiêu dùng người ta dòm vào đó, người ta tin tưởng mình ta ăn. Dạ. Chứ bây giờ mình làm mà lấy, mình để tình bành ở ngoài luôn, ở ngoài đường đi nữa, gió máy bụi bặm nó bám vô. Người ta dòm là thấy mình không vệ sinh rồi đó, người ta không ăn. Bởi trên cái tủ của chú làm cho chị em mua bán về rồi, người ta họ bán đồ họ bán đắt lắm. Dạ. Thì trên cái tủ này, chú muốn nói luôn, anh chị em nào có nhu cầu đóng, liên hệ qua với chú. Trên cái tủ này là chú đều có khuyến mãi hết, như tấm bảng này là chú khuyến mãi không lấy tiền. Wow, cái tấm bảng này có thể là mình chắc luôn như vậy đó ha chú. Người ta tên gì, người ta bán cái gì thì mình để in cho người ta tấm bảng luôn. Wow. Trên cái xe là nó có một cái bếp ga. Dạ. Một cái chảo. Dạ. Một cái dĩ dựng chuối để chuối nó rõ dầu trở lại cái chảo. Dạ. Và một cái khuôn, cái khuôn làm bánh á. Dạ. Là mình đi theo chiếc xe hết, chị em về cứ gắn cái bình ga vô là chiên thôi. Ủa, không phải tốn nữa. Vậy là lúc mà đầy đủ dụng cụ hết, có dụng cụ trên xe luôn, có trên xe hết là luôn. Trong cái giá tiền mà đóng cái xe này là bao cả là những cái dụng cụ chú vừa mới liệt kê luôn, liệt kê ra hết đó là dụng cụ hết cho chị em về cứ để cái bình ga vô, găm vô là chiên chuối bán thôi. Dạ. Không cần mua sắm nữa. Trời, sướng vậy. Đó, tất cả đó là chú đều cho đi theo xe hết. Dạ. Tặng cho chị em một tấm bảng. Dạ. Tặng cho chị em một tấm bảng luôn. Dạ. Đó là chị em cứ yên tâm mà xài. Ở đây chú làm đồ là bao xài. Dạ. Không có sợ bị cái gì hết. Chú rồi, làm vậy thì còn nói gì nữa. Mà con nhìn thấy cái xe này ngoài sắt ra, hình như những cái tấm chỗ này nè, nó không phải bằng sắt mà bằng inox hả chú? Đúng rồi, ở đây là bằng inox. Tại sao chỗ đó phải bằng inox mà mình không làm bằng sắt thôi để cho nó hạ giá thành xuống chú ạ? Bằng sắt thì thấy nó tươm tất hơn, nó đẹp đẽ hơn, nó sáng bóng hơn, đẹp hơn, thì cái giá thành của chiếc xe này thì nó khác hơn cái giá thành của chiếc xe mà bằng tôn màu. Dạ. Ở đây thay vì mình làm tôn màu cũng được. Dạ. Nhưng mà thì tôn màu thì giá nó rẻ hơn thằng này, nhưng mà dòm chiếc xe thì nó không sáng, không đẹp bằng inox. Có phải là inox nó lâu bị rỉ sét hơn nó sáng hơn không chú? Inox thì nó đứng ngoài trời, ngoài mưa nó chịu mưa chịu nắng được. Dạ. Còn tôn thì mình làm nó cũng đẹp đó, nhưng mà nó tuổi thọ nó phải có thời gian thôi. Dạ. Chứ nó không theo inox được. Inox cái tỷ bây giờ nó đứng ngoài mưa gì nè, chị em bán 10 năm 20 năm inox nó không thành vấn đề gì hết. Dạ. Còn tôn thì nó phải có 5-7 năm gì đó, nó phải sét. Với lại cái xe này là chú làm ra để cho cô ở đây đứng bán là coi như là của mình. Mình làm là cho tính chính mình xài luôn. Nên cái chất lượng của mình coi như là phải đặt lên hàng đầu, đúng không chú? Đúng, đúng. À. Nhưng mà ở đây thì chú làm chú không phân biệt. Dạ. Không phân biệt cho là cho mình hay là cho ai. Dạ. Tại vì cái bản chất của mình người đã thật rồi thì mình làm đồ ra nó phải là thật. Dạ. Làm bất cứ cho ai, cho mình gì cũng vậy, làm đúng với cái tâm mình làm. Dạ. Bởi vì mình mới nói với chị em yên tâm mà xài, không bao giờ bị bất cứ một thứ gì hết trong chiếc xe. Chú xài thoải mái. Trong mấy cái dụng cụ của chú chiên á, có cái những cái dụng cụ mà chỉ có cái người làm chú chiên làm ra nó mới thuận tay và nó mới chắc chắn được thôi. Đúng. Thì chú có thể lại chú chỉ cho con cái mà chú tự làm nghĩ ra mà đi kèm với cái xe của mình được không ạ? Được. Mình gọi là cái rổ ở trên xe là cái rổ này. Cái rổ này đi theo xe đó là cái rổ cũng là inox. Dạ. Cho nó sạch sẽ, nó sáng hoài luôn. Dạ. Cái rổ bằng inox để dựng lên cái chảo đây.
để khi mình vớt cái bánh lên, bánh nó cái rõ nước trở về cái dầu, dầu á, dầu nó rõ trở về cái chảo, nó không rơi rớt, không đổ ra ngoài. À, đây là cái tự tay chú đã làm luôn. Bởi vì chú làm, chú phải biết để kích thước ở trong đây nó để lên cái chảo loại gì, cái chảo chiều ngang bao nhiêu, để cho người buôn bán người ta dễ. Mấy miếng anh? Lấy mấy miếng luôn. Xe xe. Còn đây là cái khuôn để làm bánh. Thôi anh hỏi mấy miếng nha. Anh đếm. 10 miếng. Dạ chú Môn là tới 10 miếng luôn hả chú? Bình thường luôn. Còn đây là cái khuôn nha. Nó cũng phải là bằng inox nó mới sạch sẽ. Còn mình làm các cái thứ khác không phải là inox thì nó phải ra ten. Hoặc nó làm gì đó cho ra đủ thứ để khi nó vô cái bánh là nó ăn không chất lượng. Nó ăn không chất lượng bằng là cái inox. Bữa nay nó lên quá, chú lên không anh để 6.000 thôi chứ giờ lên quá. Bán 5.000 không? 5.000 mà chú nó lên mấy ngày nay á em lên á. Ở đây có hồi nào đâu bán 5.000. Chị hãy chị thôi đây chạy đi. Đó là chị em. Tới đợi mà. Chị em yên tâm á, mấy cái khuôn này là mình tự làm ra hết. Chị em cứ yên tâm mà xài. Thì có mua xe là đằng này cứ khuyến mãi, cái này không bán nè. Cái này không bán, cái đó mình nói trước. Cái này là tặng theo xe. Chị em đặt xe là chị em được một bộ. Đây, đây là một cái rổ dựng chuối, rổ để trên cái chảo để dựng chuối. Tặng luôn cái bếp khò công nghiệp. Tặng luôn cái bếp khò công nghiệp. Đó là tặng cho chị em xài. Đây là không bán. Bữa nay là chú là chức rồi đó nha. Đó chị em, chị em nào á yên tâm nha, khi đặt đồ ở chỗ nút đây á là nút yên tâm mà tặng cho chị em xài hết tất cả đây. Một cái bếp ga theo chiếc xe. Một cái rổ dựng chuối, một cái chảo là 3 món. Một cái khuôn là tặng theo 4 món cho chị em xài trên chiếc xe này. Đó, chị em yên tâm. Đồ ở đây là hàng chất lượng hết, cứ đem về mà xài bằng inox toàn bộ nha. Rồi một xe này nè là mình sử dụng là tầm có khoảng bao nhiêu năm là mình cần phải sửa chữa hay là như thế nào chú? Không, chiếc xe bán ở đây bằng thép đây đó, chứ bằng inox đây đó, là chiếc xe này xài khoảng cỡ 10 năm, 20 năm không có xi nhê gì hết. Trời, tính tới chục năm luôn đó. Tính cái phản vậy đó. Xe kia, cái xe tại vì tại vì cái độ dầu đây nè, nó xuống đây nè, nó không có làm gì mà cho xét chiếc xe mình được hết đó. Không có làm gì xét được hết đó. Mà mọi người cũng quan tâm tới chế độ bảo hành nữa. Đúng. Thì bảo hành thì như thế nào vậy cái chú? Cái bảo hành ở đây chú cũng xin thưa là chú làm ra chú biết chất lượng đồ chú làm, sắt loại gì và inox loại gì. Chú bảo hành cho trọn đời. Trọn đời luôn. Trọn đời nó trời có bất cứ đó. Cái thứ gì cứ liên hệ với chú. Là không bao giờ có cái chuyện gì xảy ra hết. Chị em yên tâm, đặt hàng là ở đây bao hành cho xài. Tại vì người thật việc thật chứ không làm, chú không làm đồ hào nhán để chú bán qua mạng hay là chú bán rau bán tùm lum la, không có. Chị em cứ đặt mà yên tâm mà xài. Mà tới đây á, cái con mới thấy vậy nè, là quý cô bác anh chị xem clip á, có thể là ở gần thì tiện quá. Nhưng mà nếu mà ở xa quá, cách đâu qua tỉnh thành này tỉnh thành kia thì lúc đó mình vận chuyển dễ không chú? Nếu mà qua các tỉnh thành khác á thì bây giờ vận chuyển thì chiều em muốn á thì cũng được chứ không phải không được, nhưng mà cái tiền ship nó cao lắm. Xe tải nó chở cao lắm. Còn ở gần trong vòng khu vực tỉnh này sát qua tỉnh kia nó lân cận gặp ganh với nhau á thì nó dễ. Nó không có nhiều tiền ship hết á, còn ở xa thì cái tiền ship nó cao. Nhưng mà chị em thấy tỷ giờ đừng nghĩ chuyện cao hay thấp đó, mà mình được chiếc xe một là mình bán đắt. Nó có cái duyên, mình có cái duyên với chiếc xe đó, mình bán hàng đó đắt là xài nó bền, bền vững theo thời gian với cái tuổi thọ của cái chiếc xe thì mình xài đi. Bây giờ mình sợ mắc sợ rẻ mà mình mua nhầm chiếc xe xài thì vài năm nó hư nổi, cái tốn tiền mỗi lần mình đóng lại chiếc xe nó cực khổ lắm. Mà đây là coi như là đang xài sử dụng để cho bà con là tin luôn. Đó như vậy đây. Bây giờ đang rõ ràng nè. Đó đang nè. Tặng theo chảo, tặng theo rổ, tặng theo khuôn, tặng theo bếp ga. Chỉ ngoại trừ là không có bình ga nha. Cái bình ga là không có kèm theo thôi, chứ còn tất cả đều có hết. Về chị em về cứ gắn cái bình ga vô là chiên thoải mái. Mà con nhìn á, con thích cái này nè, con thích cái đồ vịn á. Cái ở cái trên, cái đó bằng inox luôn hả chú? Bằng inox luôn. Bây giờ thí dụ như người nào chỉ đặt mua cái đó thôi, với lại cái chảo dừa để mà
mình dễ thao tác như vậy đó. Rồi chú có làm riêng cái đó chú bán cho mọi người không? Có, ở đây chú bán hoài. Người ta mua riêng cái khuôn, mua riêng cái rổ này, thì chú bán riêng cái rổ với cái khuôn riêng. Người ta không có mua xe, người ta có xe rồi, thì người ta mua này thì mình bán này. Người ta mua nào bán đó. Dạ, thích quá trời luôn à. Vậy thôi bây giờ cho con xin cái số điện thoại có thể liên hệ với lại chú Út ở đây. Để mọi người nếu mà thích xe thì có xe, thích khuôn thì có khuôn, mà thích chảo với lại cái đồ mà dựng chuối thì là có hết luôn. Đúng. Là liên hệ với chú Út như thế nào ạ? Rồi chú thích mua cái nào thì cứ liên hệ qua chú Út là số điện thoại 0917 740 151 hoặc là 0077 7367 nha. 017 586. Gặp chú Út. Dạ, chú Út cho con số điện thoại thêm một lần nữa được không ạ? Rồi, số điện thoại là 0917 740 151 hoặc là 0777 017 586. Dạ, con cảm ơn chú Út rất là nhiều ạ. Chúc chú Út lúc nào cũng là có thiệt là nhiều sức khỏe như bây giờ. Rồi. Để mà có thể là làm ra những dụng cụ thiết thực cho bà con bán chuối chiên nha. Rồi, chú cảm ơn con. Dạ, con cảm ơn chú. Thôi bây giờ mình nhìn lên và mình chào mọi người một tiếng nha. Rồi. Kính chào review và chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, an yên và tràn đầy năng lượng nha. Chào mọi người ạ. Chúc bà con vui vẻ nha. Thầy con cảm ơn chú. Rồi.